Nãy giờ gửi tín hiệu cầu cứu cũng nửa tiếng đồng hồ rồi, sao không có ai phản hồi mình hết thế đây? À, mẹ kìa, lũ sát sâu, các người tới đây rồi hay sao? Vậy thì ta sẽ liều mạng chích chúng với các người. Không hay rồi, mình bị bọn chúng cắn bị thương rồi. Vậy thì ta sẽ kéo các người xuống địa ngục chết chung luôn. Đầu của mình bị cái laptop văng vào, đau quá. Gì nữa mày? Báo cáo thưa chỉ huy, chúng ta đã nhận được tín hiệu cầu cứu lần thứ ba rồi. Chúng ta có sức quân tới đó ứng cứu hay không vậy? Bộ cậu điên hay sao mà muốn tới cái thành phố nhiễm dịch bệnh truyền nhiễm đó chứ? Mau, xóa đi những tín hiệu gửi tới chúng ta đi. Coi như là chúng ta không biết gì cả. Cứ đóng quân ở đây, cấp trên mà hỏi thì sau này cứ nói là chúng ta đã chiến đấu hết mình. Vâng, tôi hiểu rồi thưa chỉ huy. Ngày thật là anh minh, nhờ ngày mà chúng tôi được an toàn núp ở đây. Còn những tên ngu ngốc tiên phong vào cái thành phố đó, chết là đáng. Đúng vậy, lũ ngu ngốc đó ảo tưởng sức mạnh cãi theo lời của ta, tự ý vào trong thành phố để đẩy lùi dịch bệnh, giải cứu những người còn sống, thì bọn chúng phải nhận hậu quả như thế. Còn tất cả ai mà nghe theo lời ta ở đây nấp thì sẽ an toàn. Hả? Hình như có ai gõ cửa căn cứ của chúng ta đó chị Y à? Thứ gì kia? Lũ khốn, tìm ra các ngươi vẫn đóng quân ở đây. Ta gửi tín hiệu 3-4 lần đến các ngươi, tại sao các ngươi không cho quân đến giải cứu bọn ta? Mẹ kiếp, thứ quái quỷ gì đây? Sao đầu nó lại là một cái laptop chứ? Mau, tấn công, giết chết nó đi. Thủ lĩnh ơi, không ấy rồi, thứ này mạnh quá, súng đạn của chúng ta không thể xuyên thủng cơ thể của nó. Tình thủ lĩnh khốn kiếp, ta sẽ nghiền nát ngươi, bấm ngươi thành trăm mảnh. Tại sao ngươi lại bỏ rơi chúng ta, bỏ rơi ta trong cái thành phố dịch bệnh đó, để bọn ta chết trong đau đớn? Mẹ kiếp, đừng lại gần đi. Mày là cái thứ quái quỷ gì chứ? Có liên quan gì tới tao mà nói tao bỏ rơi mày? Quên tàn mau vậy sao? Ta chính là chiến sĩ cùng với những đồng đội khác đã liều mình tiên phong vào thành phố dịch bệnh để tra dò tin tức cứu những người dân giúp các ngươi. Sao ngươi lại biến thành ra như thế này? Bọn ta không hề nhận được tin cầu cứu nào cả. Cái gì? Ta đã gửi tổng cộng cho các ngươi 3 lần tín hiệu, tại sao mà không nhận được chứ? Sao lại không có thế này? Cái lũ máy tính ở đây, các ngươi bị làm sao vậy? Sao lại không nhận tín hiệu của ta? Ta sẽ chơi đầu hết các ngươi. Sao người mình lại trở nên như thế này? Sao khi ăn cái dạng máy tính ở đây chứ? Chết tiệt, rốt cuộc đã có chuyện quái quỷ gì xảy ra với cơ thể của mình kể từ khi mình bị cái laptop đó gắn vào cái đầu của mình chứ? Nhưng mặc kệ, chuyện quan trọng hơn là mình phải báo những chuyện xấu xa của lũ quân lính ở đây cho cấp trên của mình biết. Được rồi, mình sẽ đi tới danh trại của cấp trên mình. Đâu đây thôi, danh trại của cấp trên mình đóng quân ở khu vực kim tự tháp gần quanh đây thôi. Nhưng nãy giờ sao không thấy họ đâu cả? Quái vật. Có tiếng kêu la thảm thiết. Chết tiệt, đằng kia. Cái thứ gì thế kia? Trời đất ơi, một lũ quái vật to lớn khổng lồ. Mẹ kiếp, bọn chúng ở đâu chui ra vậy? Đau quá, được giết tôi. Chết tiệt, lũ quái vật đó đang tấn công binh đoàn của cấp trên mình. Mau, dừng lại. Lũ khô kim, tránh xa họ ra. Là có thêm con mồi nữa kìa. Lần này là một tên Skibidi Titan hay sao? Ta sẽ liều mạng giết chết các ngươi, bông da sẽ thịt các ngươi, lũ khô kim. Anh em, cẩn thận, thứ này không dễ nhai đâu. Hắn là một tên PC Man đó. Cái gì? Cái
ngươi nhận diện được cơ thể này của ta? Rốt cuộc các ngươi là thứ quái vật gì? Các ngươi đến từ đâu? Mẹ kiếp, bọn ta từ trái đất ở vũ trụ số 7 tới đây. Chẳng rõ chưa thì lại gặp rõ chưa. Gặp thử Skibidi Man của các ngươi thật khó kiếp. Cái gì mà vũ trụ số 7 rồi trái đất chứ? Lô chết tiệt. Đây các đồng đội, chị ơi, các người có sao không? Có thêm quái vật nữa à? Đừng làm hại chúng tôi còn vợ con ở nhà. Không, tôi không phải là quái vật đâu. Tôi là binh lính thuộc đội quân mà ngày đó chỉ định cắm đóng ở khu dân cư đây nè. Tại sao đội quân của ngày lại thành ra thế này? Chúng tôi đóng quân ở khu kim tự tháp này thì đột nhiên xuất hiện một cánh cổng kỳ lạ phát sáng. Từ trong cánh cổng đó, lũ quái vật chết tiệt kia đã ù ra giết hết chúng tôi. Đúng rồi, cậu trở nên quái lạ thế này, hay mà tôi phá hủy cánh cổng đó, ngăn không cho lũ quái vật qua đây nữa đi. Cấp trên, cái gì xuất hiện một cánh cổng quái lạ phát sáng à? Được rồi. Để tôi cấp tốc đi tìm nó, rồi phá hủy nó ngay lập tức. Thấy rồi, cuối cùng mình đã tìm thấy thứ chết tiệt này. Nhưng tại sao cánh cổng này lại xuất hiện ở đây? Rốt cuộc phía sau cánh cổng là nơi nào chứ? Thôi, không quan tâm, mình sẽ tiến lên, phá hủy nó ngay lập tức. Rồi giúp cấp trên của mình khôi phục lại đội quân, sau đó còn nhanh chóng đi giải cứu cả thành phố nhân loại của mình nữa chứ. Được rồi, nhảy lên và phá hủy nó nào. Dài hả? Không ấy rồi, mình bị hút vào. Chết tiệt, nơi này là nơi nào? Mẹ kiếp, tất cả là do cánh cổng khốn kiếp kia. Mình phải phá tan tành nó trước mới được. Được phá hỏng cánh cổng không gian của ta. Ta tạo ra đó là để quay về nhà của mình. Thứ gì sao to lớn thế kia? Chết tiệt, ngươi là ai? Chính ngươi đã tạo ra thứ cánh cổng khốn kiếp đó để lũ quái vật chui qua giết chết đội quân cấp trên của ta. Bình tĩnh đi anh bạn, chúng ta không thù không oán. Tôi không làm hại các người đâu. Chẳng qua tôi bị kẻ xấu hãm hại khiến tôi bị thương rất nặng. Tôi dùng chút hơi thở của mình để mở ra cánh cổng không gian, nhưng thật không ngờ nó đã dẫn hướng sai đến vũ trụ của anh bạn. Tôi là Titan G-Man ở vũ trụ số 1. Tôi tới đây để giải cứu hành tinh xanh ở vũ trụ số 7 này. Nhưng bị một kẻ xấu xa có tên là G-Titan. Hắn tàn sát những sinh vật vô tội ở đây. Hắn rất mạnh, tôi đấu không lại hắn. Làm ơn, hãy giúp tôi giết chết hắn. Có chuyện như vậy hay sao? Nhưng người to lớn như thế này đấu không lại hắn thì làm sao ta có thể? Anh bạn là một Skibidi Man đứng từ vũ trụ khác, chắc chắn sẽ có một sức mạnh tiềm ẩn bên trong cơ thể của mình. Được rồi, vậy thì tôi sẽ hy sinh bản thân của mình để khai mở sức mạnh của anh bạn. Anh bạn hãy ăn sạch lấy cơ thể của tôi, hút tẩy của tôi đi. Chắc chắn anh bạn sẽ trở thành một thực thể khổng lồ. Lúc đó hãy báo thù cho tôi, giết chết tên chi tai tên. Được, nếu những lời ngươi nói là sự thật thì ta hứa với ngươi sẽ giết chết hắn. Đúng như vậy, lời của tên lúc nãy nói đúng, thật sự là như vậy. Mình đã trở thành một thực thể khổng lồ rồi, trong mình thật là uy lực và vô cùng ngầu. Được rồi, đến lúc giữ lời hứa đi giết kẻ có tên là Chi Tai Tên. Cuối cùng cũng đã hạ được con khỉ tinh khốn kiếp khổng lồ bị giải này. Nếu để nó sống, nó sẽ phá tan nát môi trường hệ sinh thái ở khu vực này mất. Hả? Khốn kiếp tinh kia đã giết chết một con khỉ khổng lồ. Không lẽ hắn là tinh bẩn thiểu mà được nhắc trước đó? Chết tiệt! Này, tinh khốn kia,
Ngươi có phải là tinh chi tái tinh không? Hả? Thế nào to gan dám gọi thẳng tên của ta? Đúng vậy, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Ta chính là chi tái tinh bá chủ nơi đây. Được lắm, được lắm. Khá khen, dám làm dám nhận. Nhưng đáng tiếc, ta đến đây mục đích là để lấy mạng ngươi, chứ không phải là đến kết bạn với ngươi đâu. Cái quái quỷ gì thế này? Một tên tai tình bi xí mén à? Ngươi rút cuộc đến từ đâu? Tại sao lại muốn giết ta chứ? Ta đến từ hành tinh sống Ni Chat ở vũ trụ số 4. Ta xuyên qua cánh cổng không gian thì gặp được một kẻ. Chính kẻ đó đã tố giác ngươi là một tên độc ác ở vũ trụ này. Ngươi đã giết hại rất nhiều sinh vật. Và đúng như vậy, ta đã chứng kiến được điều đó. Mặc dù ta không thuộc về hành tinh và vũ trụ này, nhưng ta sẽ thay mặt công lý chính nghĩa hủy diệt ngươi để nơi này được yên bình phát triển. Chết tiệt! Ngươi đã gặp kẻ nào? Sao kẻ đó lại nói chẳng thành đen? Ta bảo vệ hành tinh và vũ trụ đây, hắn lại bảo ta tàn sát nơi đây. Khốn kiếp! Ngươi dừng lại đi! Ngươi bị hắn lợi dụng rồi. Cấm mồm! Ta đủ anh minh, đủ nhận thức, không phải bị dễ gạt như một đứa con nít đâu. Lúc đầu ta nghĩ ngươi dám làm dám nhận, ta sẽ cho ngươi một cái chết toàn thây. Nhưng bây giờ ngươi đã bắt đầu lộ bản chất thật của mình là một con cáo già lẹo mép xáo quyệt. Vậy thì ta sẽ cho cơ thể của ngươi tan thành mây khói. Dừng lại đi. Hãy nghe ta nói, nghe ta nói. Ta không phải xấu xa như ngươi nghĩ đâu. Quá trễ rồi, thứ bẩn thỉu như ngươi không có cơ hội để ăn năn đâu. Ta sẽ cho người của ngươi không còn một chút xác thịt đâu. Sao người mình cứng đờ thế này? Chết tiệt, có chuyện gì vậy? Này, dừng lại đi. Chi tái tành là một tái tành tốt, bảo vệ hành tinh này. Mặc dù miệng lưỡi hắn hay hổ báo cáo trồn, nhưng lương tâm hắn vô cùng thách thiết. Hả? Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại xen vào chuyện này? Ta cũng như ngươi, đến từ một hành tinh sống nhưng là vũ trụ số 6. Ta là Titan Clockman.